mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hai cầu quý tử. Chúng ta trong vô lượng kiếp đều vì phiền não tham sân si mà kết oán với biết bao chúng sinh. Nếu ngay đây chẳng sớm buông phiền muộn, tu theo Phật pháp, xuất ly lục đạo, thì cứ ở trong sinh tử thanh trần đòi nợ nhau mãi. Cảnh hoang hoang tương báo này biết bao giờ mới dứt. Thân khoa trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an. Ông hành sự rất nghiêm cẩn, không mảy may cẩu thả sơ sót. Mấy lần phá trọng án đều lập công lớn, nhưng sự nghiệp thành đạt lẫy lừng này cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông, bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút dãy đầy, không ngừng hành hạ ông. Ông thân có hai đứa con trai, đứa đầu không uống rượu thì thôi, mà hãy uống vào là đánh người, quậy ầm náo trong nhà đến gà chó cũng chẳng yên. Còn cậu út thì luôn vòi tiền cha mẹ, lắm lúc xin đến 1-2 vạn. Số tiền này cậu đều đổ hết vào cá độ, mà hãy đánh bạc thua thì lại về nhà xin tiền cha mẹ tiếp. Nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Ông thân trong lòng khổ hết chỗ nói, sống không bằng chết. Để nội tâm được an ủi, bọn họ đã nhận nuôi một đứa con gái, hy vọng về già có được chút ấm lòng. Hai vợ chồng nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu, cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế. Ngồi đối diện với hai vợ chồng già, nhìn họ nước mắt đầm đìa, tôi thấm thía báo ứng thiện ác quả thực như bóng theo hình. Chính những hạt giống oan chờ chết ăn nghiệt trong quá khứ họ đã gieo, giờ đây đang đơm hoa kết trái, đem đến thống khổ khôn tả. Vào thời cổ đại xa xưa, có một người nghèo rớt mồng tơi, bơ vơ không chỗ nương, bị bệnh nằm ven đường trên rỉ, không ai giúp đỡ, xem như chỉ có nước chờ chết. Bỗng có một người phụ nữ đi ngang qua, thấy cảnh người nghèo này liền khởi tâm xót thương, bèn cho mượn phân nửa gia sản là tiền dành dụm của mình. Người nghèo này sau khi vay được tiền cảm động quá cỡ, liền thề rằng sau này khi được giàu có nhất định sẽ hoàn trả hậu hĩnh cho ân nhân và tận sức báo đáp ơn cứu mạng. Người nghèo nọ nhờ có tiền này làm vốn mưu sinh, y đã cưới được vợ sinh con, dần dần khá giả sung túc, nhưng lại quên luôn nữ ân nhân kia. Còn nữ ân nhân đó do xuất tiền giúp cho gã nghèo, sau khi về nhà bị gia đình trách móc, hoài nghi đủ điều, khiến cuộc sống của cô trở nên buồn rầu thống khổ. Nữ ân nhân đó đời nay chính là cậu công tử Út. Còn gã nghèo sau khi được giàu có rồi, một ngày nọ hắn cùng vợ ra ngoài mua đồ, vừa đi đến bờ sông thì thấy một ông già đang trợt chân té xuống nước. Hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu, còn đứng trơ mắt ngó, mặc cho lão già chết chìm, sau đó còn chiếm đoạt hành lý của lão đem về làm của riêng. Lão già chết chìm thuở xưa nay là con trai trưởng của họ. Hai vợ chồng gã nghèo khổ thời ấy đời này chính là hai vợ chồng họ thân. Vì quá khứ đã vay nợ đoạt của nên đời này họ phải đền gấp bội. Hai cậu con chính là oan gia tới đòi nợ. Kể xong, tôi lại cảnh báo, nếu như hai ông bà không sám hối tu hành, làm nhiều đại công đức, thì tương lai sẽ bị hai đứa con trai hành cho đến chết. Lão thân sau khi biết được nguyên nhân thì kinh hoàng vạn phần, liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối, bước vào con đường tu hành theo Phật pháp, hy vọng Phật lực gia trì giúp ông giải hết oan trái, để họ có thể sống an trong tuổi già. Chúng ta đã hiểu rõ nhân quả thì không nên hành động cẩu thả, phải luôn cảnh tỉnh bình, giờ giờ khắc khắc sống thuần khiết trong sạch, không ỷ vào rủi mai, bởi nhân quả báo ứng không hề sai. Ha ha ha,
ti sa kha.